Chào mừng bạn đến với mảnh tiết nguyện, tôi là Hà Khán. Bạn tất tất các trò chơi tin tức mới nhất và hơn thế nữa. Có rất nhiều thông báo trong tháng 8. Và đó không phải là người nói đối. Phần nghiệm điều kiện Sandesso Zero, các bộ phân biệt. Phần nghiệm điều kiện của Sandesso Zero đã bắt đầu. Chúng tôi rất hạnh được chào đón tất cả các bạn đến với Neo Aradu. Sự hơi sợ hãi của bạn đã thể hiện sự quyết tâm của bạn. Chúng tôi không muốn điều hòa sự nguy hiểm của Holos. Nhưng bất kể lý do chỉ để bạn bước vào vùng đất không xác định. Chúc tôi chúng bạn may mắn. Đồ trò chuyện ngay bây giờ. Hãy tận hưởng trò chơi. Tại Genscope 2022, bộ ra mắt trailer cho Genshin Impact 5.0 cho hoàn thiện tế Sumeru và trailer cinematic cho Honkai Star Rail. Tất cả các nhiều trailer này và hơn thế nữa. Vì vậy, hãy truy cập trang web chính thức của Genscope để có trên kênh YouTube và TikTok mà tiếng nguyện của chúng tôi. Tiếp theo, hãy sức mạnh cá nhân tiếng tiếp từ các sức mạnh của chúng tôi trong bóng viên lao tay chapter 3. Bạn phải sống sót trong cuộc phiêu lưu giải đấu kinh dị đồ đó này. Cố gắng sống sót với những món đồ chơi bác hùi đang chờ bạn trong nhà máy đồ chơi bỏ hoang từ gần gác bác của bạn để hát mạc điện hoặc kiểm soát bất cứ cái gì từ xa, khám phá cơ sở bí ẩn và không bị bắt. Trong bóng viên lao tay chapter 3 sẽ ra mắt vào năm 2023. Trải nghiệm lại bóng viên lao tay chapter 2 ngay trên nền tảng di động với sự nổi tiếng của miền thị cùng màn ra mắt. Phần trắng của Bobby Latay Chapter 2 thì tất nhiên không ít game của mong chờ vào một phiên bản Bobby Latay dành riêng cho mobile. Từ đó người chơi có thể trải nghiệm không khí u ám của nhà máy đồ chơi Latay Kanko tại bất kỳ nơi nào. Có cái nhìn khác về Minecraft lên chơi trong trailer mới thú vị này. Giới thiệu các chú lợn. Overworld cầm một anh hùng, những chú lợn công đang ở đây khảo sát đội lặn hộ mới và chúng sẽ nuốt chửng mọi thứ trên con được khai thác vùng đất từ hồi này, kêu gọi mốt quê hụt và con lên mới tham gia cuộc chiến với lợn. Hãy chịu trách nhiệm và dùng những kế hoạch là nữa của hồi trước vì quá muộn. Nhưng được cầm máu, những con lợn không ngừng hoạt động như hệ chúng đang hỗn loạn và sẽ chịu cảm ứng trong đồng minh của mình và ngăn chặn sự lây lan của ngành hành những ở Nether. Mạng cái đợt chơi sẽ ra mắt vào năm 2023. Cuối cùng, bây giờ bạn có thể chơi các trò chơi này trên mạng tiết nghiệm trò chơi. Genshin Impact phiên bản 3.0, Honkai Impact 3 phiên bản 5.9, Bobby Latay Chapter 2 Mobile, Super Super Xinxin, My World Spider-Man with Mastery và Batman World with Bat. Đó là tất cả những gì dành cho mạch tiếng người tư lại hàng tháng. Thật là một mùa tự trình chào đón vui vẻ và mọi thứ chắc chắn sẽ còn hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào tháng sau.